Rõ ràng là sự góp mặt của anh Đức là cần thiết bởi những dấu ấn của hàng tiền đạo bên Bình Dương là không rõ rệt. Tuy nhiên đây là cơ hội. Một đường chuyền quá thông minh của Lê Tấn Tài, rất phù hợp với đà di chuyển của Wander Luiz, nhưng Gustavo đã có một tình huống xuất sắc. Chiều cao 1m95 với một tải chân rất dài đã giúp cho Gustavo chiến thắng trong tình huống vừa rồi. Đó cũng là một cú sạc bóng cực kỳ mạo hiểm. Rất may là Gustavo đã vào trúng bóng. Nếu như không trúng bóng thì chắc chắn đó sẽ là một quả penalty.